mà không hồi chu. Mai nhờ bà con niềm chỉ nên anh nhìn kỹ coi có phải em không. Đâu anh nhìn kỹ coi có phải em không. Đúng rồi. Có đôi mắt nhung nhung thăm tắp trung trung nhiều chiếc công ngang tầm dũng sĩ. Giờ nhìn tán mặt em hiền như bông bưởi nở trong vườn. Dạ xin lỗi anh thứ mấy? Thứ ba. Dạ còn em thứ sáu. Vậy chứ anh ba khen tụi em thiệt á, hay là nói chơi cho vui vậy hả anh ba? Cô sáu à, những kỳ thân bất biết kỳ hình bay thấy mặt ra là mê liền. Ủa anh mày ai, mấy đàn bà hay con gái? Tôi mê đất mê người, mê nụ cười điệu hò mái dài của anh ba. Còn đứng đây nói chuyện với anh ba chưa hết tình hết nghĩa thì chắc em phải trở vô nấu bữa cơm chiều. Hậu mấy anh ba vô nhà chơi nha. Mới xong mà ruộng đậu em à về. Cô sáu à, cô nói vậy đứng đây nói chuyện với anh ba hết cái buổi sáng này luôn hay sao? Cô sáu à, cây thì có gốc có cành mới sinh ra ngọn. Tôi muốn cùng cô ra đồng chắc cho cái nghĩa mới. Ê trời đất ơi anh ba ơi, anh nói cái gì em học hiểu, thôi để em đi tưới đậu kéo chưa rồi. Cô sáu à? Dạ. Thôi thì hỏi một câu cũng làm lâu cô đôi chút. Mà hỏi hết chuyện sản xuất cái thì một lúc cũng xong thôi. Thiệt mà cô sáu, chút xíu thôi mà cô sáu à. Không được đâu anh ba ơi, chuyện em làm em hiểu. Đứng đây nói chuyện với anh ba.
sao à? Tôi nói vậy cô cho tôi ra đồng tí xíu được không cô sao? Dạ anh ra đi, ra tới mai luôn cũng được.